Hello, xin chào tất cả các bạn. Event giải đấu 5 với 5 19 giờ tối thứ 6 ngày 21 tháng 5. Cách thức tham gia rất đơn giản. Bước đầu tiên các bạn tải ngay ứng dụng Nonoline về và sau đó theo dõi ID 8915517, ấn theo dõi để có thể nhận thông báo. Tất cả các bức danh đều có thể chơi được. MVP thắng sẽ được 200k thẻ Garena, MVP bại sẽ được 100k thẻ Garena. Ngoài ra khi mà các bạn xem livestream các bạn sẽ nhận được arc free, arc liên quân hoàn toàn miễn phí 100% nhá. Đấy, nhập ID 8915517 sau đó ấn theo dõi để có thể nhận được thông báo. Các bạn nhớ tham gia 19 giờ tối thứ 6 ngày 21 tháng 5. Hello, 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 xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Lại là mình đây, rất vui khi mà chúng ta lại được gặp nhau rồi vào ngày hôm nay. Mình sẽ đưa đến cho tất cả các bạn một loạt những cái bộ trang phục mới nhất nha. Và lời đầu tiên thì cho mình xin gửi lời cảm ơn đến kênh YouTube AOV New đã hỗ trợ giúp đỡ mình để có thể đem đến cho tất cả các bạn màn review về bộ trang phục không thể tuyệt vời hơn. Các bạn nào muốn xem những cái bộ trang phục mới, những cái sự kiện mới thì có thể qua kênh YouTube AOV New, ấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo nha. Đó, còn bây giờ chúng ta sẽ cần tập trung vào với mục đích chính của clip ngày hôm nay. Trước tiên đó là bộ trang phục Ellen có tên gọi là Thần Mặt Trời. Wow, các bạn ơi, nhìn cái kiếm đi, có biểu tượng của mặt trời này. Đúng là Ellen Thần Mặt Trời có các. Các bạn đánh giá sao về ngoại hình của bộ trang phục này? Rất đẹp đúng không nào? Quả thật thì Ellen từ khi ra mắt đến giờ cũng cho ra mắt rất là nhiều những cái bộ trang phục mới. Đấy, chứ không như ai đó, mãi mà chả có trang phục gì cả. Cho mọi người xem qua về ngoại hình như thế này tôi. Còn bây giờ chắc có lẽ là mình sẽ đem đến cho mọi người hiệu kỹ năng của bộ trang phục này luôn nha. Test cho tất cả các bạn. Đẹp thật sự, ngầu quá các bạn ạ. Rất đẹp trai kìa. Khuôn mặt rất đẹp trai. Thôi không ngắm trai đẹp nữa, chúng ta vào luôn đây. Và luôn trận đấu luyện nha. Nào, rất đáng tiếc cái bộ trang phục Ellen Thần Mặt Trời không có thay đổi về hiệu ứng biến về nha mọi người. Chúng ta sẽ thử test qua về chương 1, chương 2, chương 3 của bộ trang phục này xem. Có vẻ như đây là bộ trang phục bậc S mà thôi các bạn ạ. Thay đổi về ngoại hình rất đẹp và đây là ngoại hình trong một trận đấu nha. Đó, mình đã thấy thay đổi về hiệu năng đến từ những đòn đánh thường rồi. Và bây giờ chúng ta hãy cùng chờ đợi xem. Ui, đẹp thật sự luôn. Sau khi kết quả chương thứ nhất thì chúng ta sẽ chém ra hiệu ứng màu vàng. Nó rất là lạ nha. Ui, đẹp. Đúng không? Các bạn đánh giá ra sao? Châu Ai lướt này tạo ra một cái dấu ấn dưới chân đối phương có biểu tượng hình mặt trời. Nếu như các bạn nhìn thấy, còn chưa cuối đây. Ui, đấy, có biểu tượng của mặt trời luôn. Quả thật thì hiệu kỹ năng của bộ trang phục này mình thấy là đẹp đó. Còn bây giờ chúng ta thử xem là về chết xem. Rồi, ok, chúng ta sẽ cùng đến với bộ trang phục khác. Tiếp theo trước mắt các bạn là bộ trang phục mới nhất dành cho cô nàng Illumia, có tên gọi là Thần Mặt Trời. Wow, chúng ta có một bộ trang phục đôi. Đó là Ellen Thần Mặt Trời và cũng như là Illumia Thần Mặt Trời. Như các bạn cùng quan sát thì cái ngoại hình của Illumia rất là sexy, rất là quyến rũ các bạn ạ. Mình phải nói thật với tất cả các bạn nhé, về cái dáng vóc của Illumia nó quá chuẩn rồi. Về chiều cao thì không thể chê vào đâu được. Ngoài ra thì với thân hình vòng 1, vòng 2, vòng 3 thì siêu chuẩn. Vòng nào nó ra vòng đấy luôn. Nhìn như kiểu người mẫu luôn các bạn ạ. Với cái bộ trang phục Illumia Thần Mặt Trời này thì các bạn cùng quan sát, Illumia ăn mặc cũng rất sexy. Và đặc biệt là không biết là hiệu kỹ năng của bộ trang phục này nó có thay đổi hay không thì chúng ta hãy vào luôn trong một trận đấu luyện để có thể test nha. Illumia Thần Mặt Trời có thay đổi gì hay không, chúng ta hãy cùng xem. Về hiệu ứng biến về thì không có nha mọi người. Chắc cũng chỉ là bộ trang phục bậc S mà thôi. Chúng ta hãy cùng test qua về chương 1, chương 2 và chương 3 nào. Đối với chương thứ nhất đây. Wow. Sao mình nhìn giống cái bộ trang phục gì ta? Ui nhưng mà không giống một chút nào các bạn ạ. Bởi vì chương thứ nhất sau khi chúng ta sử dụng đến lần thứ hai này. Đấy, đẹp chưa? Đẹp chưa, sau khi được cường hóa đẹp chưa? Ảo đúng không các bạn ơi? Còn để xem chương cuối nó có sự thay đổi gì hay không nhá. Đây là chiêu cuối, đó, biểu tượng của mặt trời. Đúng là thần mặt trời có khác, sử dụng kỹ năng là cứ ra mặt trời mà thôi. Cũng giống với bộ trang phục của Ellen Thần Mặt Trời. Ok, đây là hiệu kỹ năng của bộ trang phục Illumia nha.
Nếu như các bạn thấy clip này hay thì nhớ cho mình xin một like và đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bộ trang phục tiếp theo. Wow, trước mắt các bạn là bộ trang phục dành cho Zata có tên gọi là Sứ giả tinh hệ. Và các bạn quan sát qua màn xuất hiện cực kỳ ngầu. Để mà nói tinh hệ thì nó không còn quá xa lạ với tất cả các bạn rồi. Bởi vì từ trước tới nay Liên Quân cũng cho ra mắt rất nhiều những cái bộ trang phục tinh hệ. Mình có thể tổng hợp lại cho tất cả các bạn. Nếu mà có thiếu sót thì mong các bạn thông cảm và có thể để lại comment nhé. Ví dụ chúng ta đã có Senel tổng lãnh tinh hệ, có Dancy đồ đốc tinh hệ, có Vareth gián điệp tinh hệ. Ngoài ra có Florentino giám sát tinh hệ. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có Sứ giả tinh hệ Zata. Đấy, thế là chúng ta sẽ có đủ một team tinh hệ rồi. Điểm nổi bật của team tinh hệ đó là một màu team tím của những cái bộ trang phục làm nổi bật lên thương hiệu tinh hệ. Đó, rất ngầu và rất đẹp. Thôi chúng ta sẽ cùng vào luôn trong phần đấu liệt để có thể test qua về hiệu năng của bộ trang phục này. Không biết là các bạn đánh giá sao về cái bộ trang phục này, đẹp đúng không? Đúng không? Rất đẹp. Bộ trang phục Zata Sứ giả tinh hệ có khả năng sẽ nằm trong sổ sứ mệnh sắp tới nha, các bạn hãy cùng chờ đợi. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng test qua về hiệu kỹ năng. Đối với chiêu thứ nhất thử xem. Nhìn đây. Ui, đúng thật, thả chim các bạn ơi. Rất đẹp, một con chim màu tím tím nè. Chiêu 2, ui, thật sự rất đẹp luôn. Quả thật cái bộ trang phục này nó xứng đáng quá. Khi mà kích hoạt chiêu 1 tạo ra con chim bay tới mục tiêu gây sát thương. Chiêu 2 tạo ra một cái cơn lốc, lốc xoáy. Nhưng mà cái lốc xoáy này nó sinh động hơn rất nhiều nha. Còn bây giờ chúng ta thử bay xem. Bay nào. Uầy, đẹp đúng không? Mình thấy nổi bật đến từ chiêu 1 và chiêu 2 các bạn ạ. Nào bay nào. Xem bay một phát cái đi. Khi mà chúng ta bay lên trời và chúng ta nhả ra đó là những cái viên đạn màu tím tím nha. Đây là hiệu năng đến từ bộ trang phục này. Ôi rồi ôi, ôi rồi ôi là ôi rồi ôi, quái vật ba đầu các bạn ơi. Trước mắt các bạn là bộ trang phục mới nhất của cô nàng Quy có tên gọi là Quy Quán Quân. Ui, thật sự quá nuột luôn, không thể chê vào đâu được các bạn ạ. Đúng quái vật ba đầu, mang thương hiệu quái vật ba đầu. Từ trước tới nay Quy ra mắt bộ trang phục mới nào đi chăng nữa thì chắc có lẽ là anh em phải tua đi tua lại, ngắm đi ngắm lại rồi làm chậm các kiểu con đà điểu. Thật sự ấy, nhìn cái bộ trang phục này là mình cảm thấy rất là dạo dực, muốn chơi luôn cái bộ trang phục này. Tại sao các cháu lại sống đồi bại trụy lạc như vậy? Kiểu muốn quẩy luôn ấy. Để xem không biết là hiệu kỹ năng của bộ trang phục này nó như thế nào. Nhưng mà quan sát qua các bạn thấy không? Vòng nào ra vòng nấy. Vòng nào ra vòng nấy luôn. Đấy, vòng 1, vòng 2, vòng 3, quá sexy. Đúng thật là Quy, quái vật ba đầu thì không thể nào sai được. Mang thương hiệu rất rõ ràng. Nhìn tôi là các bạn đã cảm thấy ngạt thở rồi. Ok, ngắm như thế này thôi chắc có lẽ là ngất ngây con gà tây mất. Chắc là có lẽ mình sẽ cần phải cho mọi người xem qua về hiệu kỹ năng nhá. Anh em bớt nhìn thẳng vào trung tâm đi nhá. Let's go, chúng ta sẽ cùng xem qua hiệu kỹ năng của Quy Quán Quân. Hiệu biến về thì không có, có vẻ như đây cũng chỉ là bộ trang phục bậc S mà thôi. Ngoài ra chúng ta sẽ cùng thử test qua về chiêu 1, chiêu 2, chiêu 3 xem. Đối với chiêu thứ nhất, có sự thay đổi rồi. Lướt chiêu thứ nhất sẽ có một cái biểu tượng dưới chân là màu xanh. Nó cũng không quá nổi bật các bạn ạ. Chiêu 2 là bắn ra một luồng điện à. Đó, nhìn trưởng đẹp thật sự các bạn ạ. Như có bắn trưởng, ha mê ha. Chiêu cuối đây, đó. Tính ra thì chiêu cuối mình cũng không quá bất ngờ các bạn ạ. Nhìn qua thì đấy, điểm nổi bật đến từ chiêu thứ 2 thôi. Thấy qua là điểm nổi bật đến từ chiêu thứ 2 thôi nha mọi người nhá. Còn chiêu 1 với chiêu cuối thì cũng hơi bị mờ nhạt một tí. Đấy, đấy là về hiệu năng của Quy. Mình cứ tưởng là có hiệu năng đến từ xuất hiện của bánh bao nhưng mà không hề có bánh bao chút nào. Ok, chúng ta sẽ cùng đến với bộ trang phục tiếp theo. Trước mắt các bạn là bộ trang phục mới nhất dành cho anh chàng Zephyr có tên gọi là Zephyr Tư Lệnh Viên Trinh. Rất ngầu và rất đẹp. Ở đây thì các bạn cùng quan sát Zephyr được tô điểm lên trên vũ khí của anh chàng này. Hai cây tương đã có cái điểm nổi bật vô cùng sắc nhọn. Ngoài ra thì có rất là nhiều những cái ngọn lửa màu tím, màu xanh được phát ra. Đấy, cho thấy cái vũ khí của Zephyr nó vô cùng tiềm ẩn những cái sức mạnh không thể nào có thể diễn tả được. Ngoài ra thì Zephyr ăn mặc cực kỳ lịch sự. Tư lệnh Viễn Trinh mà các bạn, thì mình cũng không biết là cái công việc này nó như thế nào. Nhưng mà tính ra chúng ta nhìn thấy ngoại hình ngầu, ngoại hình đẹp, thì chúng ta sẽ thử vào test xem hiệu năng của bộ trang phục này nó như thế nào nha.
Chúng ta đến với bộ trang phục da fit Tư lệnh Viễn Chinh để xem hiệu kỹ năng. Hiệu ứng biến về không có nha mọi người. Chưa 1, chưa 2, chưa 3 để xem có hay không nào. Chưa 1 đây, vãi trưởng luôn. Buồn ơi là buồn thì buồn tiêu khi bộ trang phục này không có thay đổi về hiệu kỹ năng các bạn ạ. Chỉ là bộ trang phục bậc A mà thôi. Rất đáng tiếc. Đấy như các bạn cùng quan sát này. Trời ơi tiếc quá, thay đổi về ngoại hình rất ngầu như thế này. Tư lệnh Viễn Chinh mà tại vì sao không có hiệu kỹ năng nhờ. Thôi, tiếp cho mọi người thế này thôi. Bây giờ sẽ cùng đến với bộ trang phục cuối cùng. Chúng ta có bộ trang phục Timmy Thần thoại Hy Lạp. Bộ trang phục này thì từ trước cũng đã hé lộ rồi. Và ngày hôm nay chúng ta có thể quan sát được qua ngoại hình. Ôi, rất là cute, rất là ngộ nghĩnh. Nhưng mà các bạn ơi, đừng để cái vẻ ngoài cute và ngộ nghĩnh này đánh lừa các bạn nhá. Bởi vì khi mà đối đầu với Timmy vô cùng khó chịu, chúng ta có thể ăn rắm đấy các bạn ạ. Một cái mùi hương thơm đến từ rắm của những chú trồn thì không thể nào yêu thương nổi đâu. Dù sao thì cái ngoại hình này nó vô cùng là ngộ nghĩnh và đáng yêu. Đúng với tên gọi của nó là Thần thoại Hy Lạp. Thì cái bộ trang phục này đã thay đổi rất là rõ ràng về ngoại hình rồi. Chúng ta sẽ cử vào trong một trận đấu để có thể test qua xem về hiệu kỹ năng của bộ trang phục này có thay đổi gì hay không. Ok. Mình đoán cái bộ trang phục Timmy Thần thoại Hy Lạp này cũng sẽ không có thay đổi về hiệu kỹ năng các bạn ạ. Nó chỉ thay đổi về ngoại hình mà thôi. Vừa xong thì test cái bộ trang phục da fit thì cũng hơi buồn. Hy vọng rằng Timmy Thần thoại Hy Lạp sẽ không làm cho bản thân mình và các bạn thất vọng. Nào chúng ta hãy cùng test qua về hiệu kỹ năng xem nó như... Ôi ôi, chả thay đổi gì luôn. Không thay đổi các bạn ạ. Rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý giá để xem clip của mình. Màn review về từng bộ trang phục của mình đến đây là kết thúc rồi. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là xin gửi lời chào tạm biệt các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo thôi. Khi mà bộ trang phục này cũng không có gì để có thể nói cho tất cả các bạn đâu. Ngoại hình trong một trận đấu thì mình cũng đã review rồi. Còn bây giờ thì bye bye mọi người. Bye bye.